Hello, welcome back to my channel Stars Critical. Chào quay lại rồi chứ. Grand each other too. One day.
I see you. Let's go. Có vẻ như tiếng chân của ông bà này đã xuất hiện. Okay.
Let's go. Okay. Rồi và bây giờ sẽ là tự nhiên thứ ba. Rồi, đã đủ 20 túi tiền. Sau đó thì mình sẽ tẩu thoát khỏi đây này. Ok, và bây giờ sẽ là tự nhiên thứ tư. I can fall.
金。扣吧。Đây rồi. Yellow IQ. Rồi mình sẽ đi lấy tấm thẻ và tìm một món đồ. Số 7 là số cuối cùng.
Yes! It is so nice! Hey, what's going on in here, huh? Let's go. Get back here! I said get back here, you little bastard! Oh. Just missed him. Okay, Slender Rising. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 hình được gắn trong map bản đồ này. Các bạn sẽ phải đi xung quanh bản đồ. Wow, chiếc thang tự kêu. Trong này thì Slenderman, ông ta sẽ săn lùng các bạn. Và các bạn sẽ phải tìm kiếm mỗi hình. Hình đầu tiên. Bình thứ hai. Oh my god. Wow. Không chạy luôn. Ông ta tiến lại quá gần. Khi ông ta sẽ lại quá gần thì các bạn sẽ không thể nào chạy được khỏi ông ta. Ok. Rồi. Và tiếp tục tựa game thứ 6. Room 666. Double game. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì sẽ là tựa game tiếp theo, Room 666, một tựa game mà kinh dị. Ok. Sắp xếp lại không gian. Sẽ là TV. Tiếp theo đó là ghế sofa. Mất điện luôn. Oh my god. Đây là một ánh sáng. Ok, đã thành công. Rồi, tựa game tiếp theo, Mặc Hào 13. Let's go. Lọc vào đây. Một chiếc gương. Ok. Đây là một chiếc hộp này. Chiếc hộp thứ hai. Thank you.
2012. Một tuần sau. Một chiếc chìa khóa. Ở đây cô gái này sẽ cầm một cái gì đó khi các bạn xem phần 2. Chapter 1. Và ở đây phần 2 thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tiếp những món đồ và những căn phòng. Đặt những món đồ này lại. Cái này thì cần chìa khóa để các bạn mở ra. Cái này cần một mã số. Giấy này thì đều bị rách rồi. Phòng 205, 209, đây rồi. Wow, cần một chìa khóa. Các bạn sẽ tìm vào lắp ráp, sau đó thì sẽ mở khóa tiếp theo. Cứ như thế và các bạn sẽ mở khóa được từ cái này, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được cái thứ 8. Granny Chapter 1. Ok, let's go. Ok, sau đó thì sẽ quay vào trong căn nhà.
Ở đây thì mình sẽ phải tìm kiếm một thứ. Let's go. Thank you.
Wow. Okay. Let go. Mình sẽ phải tìm một miếng thịt. Đây rồi, Miss. Nếu các bạn không có thịt thì khi vào trong này các bạn mở ra, lúc đó thì con nhện nó sẽ cắn các bạn ngay. Thì khi các bạn có miếng thịt rồi thì các bạn sẽ vào lấy món đồ thoải mái thôi. Ở đây thì bà Granny và ta nuôi một con nhện khá là kinh dị. Con nhện này có thể cắn các bạn lúc nào các bạn biết lúc đấy luôn. Khi lên trên đó mà các bạn không có miếng thịt thì 100% là sẽ bị con nhện cắn chết. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục lắp vào đây và các bạn sẽ nhận được một chìa khóa red key, và chìa khóa này có tên là master key, chìa khóa mở cánh cửa chính. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. From. Ok, let's go. Khi có ma xuất hiện thì các bạn sẽ phải che mặt đi. Vì nếu không che mặt thì các bạn sẽ bị nó bắt ngay. Và lúc đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Wow. Còn con xuất hiện rất là nhanh. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Hơn 5.000 điểm. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 10. Horocla.
Let's go. Phần 2 của tựa game này đó là các bạn sẽ phá hủy nơi đây. Ở phần 1 tựa game It Hold Cloud này thì các bạn sẽ phải tiêu diệt ông ta và cứu những con người đang còn sống ra. Và phần 2 thì đây là nơi mà ông ta đã giam giữ những con người và ông ta tra tấn dã man ở trong này. Thì khi đó thì các bạn sẽ phải phá hủy nơi này, nơi căn cứ của ông ta. Rồi, tiếp đến đó là mình mở cái cửa ra, đặt cái này vào. Sau đó thì sẽ lấy chiếc xẻng. Và chiếc xẻng này thì các bạn sẽ đào hố lên. Trong chiếc hố đó có một quyển sách. Và quyển sách đó thì để các bạn sẽ gọi một linh hồn. Một linh hồn em bé lên. Và linh hồn em bé sẽ chỉ dạy cho các bạn cách để các bạn phá hủy nơi này. Ok, let's go. I need to run away now. Ok, đã thành công. Các bạn đã tiêu diệt được, phá hủy được nơi này của ông ta. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Five Nights at Freddy's 4. Và ở tựa này thì các bạn sẽ phải coi nha. Trong căn phòng này thì có 3 cánh cửa và các bạn phải coi thật nhanh. Nếu các bạn để nguyên như thế này chỉ trong vòng 1 giờ và các bạn không làm gì, các bạn chỉ cần soi ở giường này thôi, thì khi các bạn bật lại, từ đó các bạn sẽ nhìn thấy những con gấu nó sẽ lao vào là cắn chết các bạn ngay. Và tựa này đó là các bạn sẽ phải đóng cửa trước, sau đó bật đèn flash. Khi đóng cửa thì sẽ tạo tiếng động. Thì lúc đó các bạn bật đèn flash các bạn không sợ. Còn nếu các bạn bật đèn flash mà con gấu nó sẽ đang đứng ở cửa thì các bạn sẽ bị nó tiêu diệt ngay. Cho nên các bạn phải lưu ý chỗ này. Các bạn càng coi nhanh càng tốt. Còn nếu các bạn muốn gặp gấu thì các bạn không cần phải làm gì cả. Chỉ cần soi chiếc giường thôi. Sau đó thì sẽ bật ra ngoài phát là con gấu nó sẽ lao vào cắn các bạn ngay. Còn lúc đó thì đừng mình sẽ nhắc. Đó là rất là giật mình. Các bạn sẽ bị giật mình quả rồi. Quả đó ngay. Vì con gấu sẽ lao vào và nó tạo tiếng động khá là to. Đó, các bạn cứ như thế. Đi từng cánh cửa một, đóng cửa và đèn flash. Và càng coi thời gian lâu càng tốt. Cứ thế và tiếp tục cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa số 2. Cửa số 3. Và tiếp tục lại cánh cửa đầu tiên, sau đó cánh cửa số 2 và cánh cửa số 3. Cứ như thế các bạn càng coi thời gian lâu càng tốt. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, The Win.
Ok. Let go. Oh my gosh. Hai người đi cùng nhau. Oh my gosh, không thể chạy luôn. Hai người quay hai bên. Và khi các bạn bị ngất thì các bạn sẽ bị giam vào một chỗ. Lúc này thì các bạn sẽ phải thoát ra. Mình đang giam ở đâu đây? Trong một căn phòng. Trong này thì có một món đồ và một chiếc chìa khóa. Đi lúc này nào. Wow. Ông ta vào khá là nhanh và lại bị bắt lần thứ hai. Đó cứ như thế và các bạn sẽ tìm cách để giải thoát tụi em này. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.